chào cả nhà nha. Rồi bữa nay á cả nhà, em đi thăm mấy cái lợp này em đặt không gài cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà cùng đi theo em đi thăm lợp nha. Dạ, em xin chào cả nhà nha. Bữa nay em theo xã em á đi thăm lợp cả nhà ơi. Đóng đậy chưa? Có cái sặc rồi đó. Cá sặc à? Được mấy cá sặc? Bốn con. Mấy ngày nữa, bốn con cá sặc rồi đó. Mấy cái lợp mới ra nè. Nó tiện rồi cái này nè. Nó ra luôn. Tiện ha, chứ mỗi lần mình phải bóc. Ở bên kia có một bụi Bình Định non hết sức non ha anh. Đó mà có mắm kho ham ha. Ừ. Đúng bài luôn á. Món ăn truyền thống của anh á. Anh nghĩ cái mắm kho anh mê. Không chịu ra đây. Cái này nó thẳng quá ăn sao á. Thấy không? Năm con cá sặc luôn. Ông xã em thăm xong rồi đặt lại luôn cả nhà. Để mai mốt á mình ra mình dở tiếp. Có là đặt lại à. Cái mương này là cá sặc nhiều lắm mà sao bữa nay ít vậy ha anh? Rồi bữa là đặt mấy ngày vậy là vô cá sặc một cái là nhóc luôn. Giống như không ngày cá sặc nó đi ở đâu hết trơn. Nó không nhiều như trước nữa cả nhà. Đi em ơi. Đi mình qua thăm cái kia nữa ha. Đi qua bên kia. Ông xã em đặt cái lú ở bên cái lợp bên kia cả nhà. Nên ông xã em đi vòng qua bên kia thăm luôn. Em đứng bên đây. Ở bên này có cây. Ở đây cái giặt này nước nó cạn em ha. Cạn nó lú. Có em ơi. Có không anh? Có. Em thấy nó gục rồi trong em. Gung ghin. Ê, cái gì anh? Cá chê. Hai con cá chê với cá sặc nữa. Dạ, thế là trúng mánh rồi ạ. Trúng mánh. Hai cá chê vàng nhẹ ngon hết sức ngon em ha. À. Chê này chê đồng quá anh. Cái này cá đồng, cá chê vàng nè. À. Vô. Hai con ngon hết sức ngon ha. Được hai cá sặc nữa. Hai con cá lứa lứa ngon ha mẹ. Ừ. Này chắc chung bảy ha anh. Chung bảy á. Cái mười này có lý nè. À, vậy đi lên, lên đổ ra. Đi lên xong cái anh đặt lại. Đổ ra xong không đặt. Ui da em đứng ngay ổ kiến vàng anh ơi, nó cắn. Ổ kiến vàng nó cắn. Quá im rồi. Cái này nè anh cuột chỗ này nè. Anh không dám cuột cái này. Cái này sợ nó bằng ba cái dây găng này nó ưa xích chán. Nó xích ra một cái là mệt ạ. Có cái vô ra ủ thôi. Mấy cá sặc khó ra ha anh. Cá sặc nó nhảy gì đâu không. Hai cá chê vàng tươi luôn á cả nhà. Ngon hết sức. Con cá sặc này không ra anh bắt cái tay luôn. Anh đặt lại tiếp. Chỗ này ngon ha em ha. Ờ chỗ này ngon đặt lại đi. Mương cỏ gì nè dễ có cá lắm anh. Một lần em thấy dưới này nè bầy đồng gồng nhiều lắm luôn á. Sao giờ bắt thấy bầy đồng gồng em ha. Dạ. Sao đi vậy hả? Ổng đâu, bữa nay không có đi hả? Ổng đi ấy với Hùng rồi. Dạ. Chắc là Sáu đi giường về sớm á ha. Em nè. Ôi, cái gì vậy anh? Hai con cá rô. Hai con cá rô quá hơn nè em. Trắng tươi luôn, trắng phiếu luôn. Đó. Đó. Là trúng mánh rồi. Con Sáu đi ngang hơn quá. Hơn nữa à.
thấy cá bự là đổ vô xuống cái mọt hả anh? Mang cá này thuộc gọi là kêu bằng con cá gô mề đó, nó là một cái ót luôn. Gô mề. Bên này chúng mánh nè em ha. Này chúng mánh cá nhóc luôn. Anh đặt lại nữa. Chỗ nào thơm thơm là anh đặt qua hai nhé. Nhìn hai cái gô với hai cái chê thấy cưng ha. Dư ăn luôn à, bữa nay nhà mấy mình... cá sặc. Cá sặc. Bữa nay nhà mình dư ăn đó. Vậy anh đặt lại đi. Ở đây có gốc chuối hết sức bự luôn nè. Chỗ giải chưa ha anh? Quá lẹ, gốc chuối rồi. Chưa chỗ giải rồi em ơi. Lát nữa chừng nào mà xong á, anh kiếm cho em bắp. Nấu anh chua ha. Nấu anh chua cho Vin luôn. Đi em ơi. Đây. Giấc này á, trời mưa ở đâu mà em nghe gầm quá chèn luôn anh. Bảo mà em. Ở bên này có mấy bụi cắt lồi nè cả nhà. Nó ăn thấy sợ luôn. Nhìn thấy cắt lồi á là nhớ bánh xèo à. Lá bự bự không luôn á. Cắt lồi mà thì có bánh có xèo thì thôi. Ba đã ha, mình chỉ có bụi cắt hay cắt nữa. Chúng tủ. đủ ăn bánh xèo ha. Đủ combo rồi đó. Combo ở đằng này cái hồi sáng á, hừng đông sáng à, mua một đám hết sức luôn. Giấc này chắc mưa ở đâu rồi đó. Phải mưa ở đây không chắc ngập lên láng luôn. Đấy là mưa mà mình đặt vậy là cá nhiều lắm ha, mà sao không thấy cá nhiều được có mấy con à, có không? Cái gì vậy? Cá sạc, cá sạc em ơi. Ồ. Nè. Mấy con cá sạc mà nó. Có. Nè. Có hai con à. Hai con mà nó gung gung trên lưới nè. Tưởng đâu dữ lắm à. Rồi vô bắt ra là vậy luôn nè. Có dễ. Mình để xuống lại luôn ha. Hoặc qua bên trên đảo đây, bên kia kim thôi nè. Bên nè. Bên mừng nha. Anh thấy vô. Bên này nè. Mọc đi dài dài á, rau cải trời non non không cả nhà. Tốt hết sức tốt luôn. Mình đặt chừng 2 ngày mình ra thăm là cá lóc ngóc luôn á. Ha. Em thấy bên kia có cá bắp chuối kìa. Em thấy bên kia có cá bắp chuối kìa. Chuối hả? Lá vô anh hái ra. Chứ giờ mình hái cũng đâu được. Đâu có gì đâu móc. Đâu có đồ không hả? Rồi, còn cái thêm mà. Ở đâu? Đằng kia hả? Đây. Cái ở đây có một buồng chuối sáp ngon quá nè anh. Nhưng mà nó còn nhỏ. Đây. Phải không? Nó già chưa ta? Già đó. Nè. Có hai ba. Có ba nãy. Chắc già rồi. Lát nữa sẵn anh chặt vô luôn đó. Ha, chặt vô cái mình để cho nó chín á. Nấu ăn nha. Nấu ăn. Chứ có hai nãy à, chắc người ta cũng không có mua đâu. Ủa, hết biết bèo đồng vậy. Nào anh. Em. Ông bự hay chạy. Mình vớt giờ mình nuôi ngon luôn á em. Ừ, cỡ này là nuôi đã luôn rồi. Không, cỡ này. Bự ha. Cỡ này bự quá mình vớt được không hết chứ. Được á, mình kiếm lưới mình chặn mình vớt là anh em gì nuôi ngon luôn ha. Ừ. Để gì về kiếm cái lưới mới được. Kiếm ngành cái lưới ăn vớt á. Bài này về nuôi được phải ghe rồi đó. Đông cái bộ ha. Ừ. Nhóc con luôn. Ừ rồi, yếm sức im vô ơi. Để về mình mai cái lưới á, mình ra mình kéo nó. Kéo đúng rồi, mình chặn mình đuổi nó vô cái lưới. Nhiều á, nhiều đông lắm á. Có cây tắc nữa xíu mà trái hết trái nè.
Chơi tắt hả? Ừ. Mỗi lần út trồng cũng lâu rồi đó anh. Còn ba lớn mà nó phải cắt. Cái này bây giờ bữa nay mình nấu canh chua bằng tắt được không? Thôi tắt trái chiến á, hay không được đâu. À, không được thôi. Ừ. Sợ sợ ba lớn là mới trồng như là người ta không có để trái đâu đó. Cái cưng ha, cái tắt nhỏ xíu không có trái à. Thôi, bẻ vô luôn đi chứ. Chứ thường thường là cây tắc mà mình mới trồng là mình không để trái là mất sức đó. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, anh hái đi. Cây này cái này là mình bẻ hết. Vì đây cũng đủ rồi, chua, cái xíu dài, cái này đủ rồi. Ở bên kia nữa kìa. À, đó, đó, bên đấy đó. Cậu anh coi coi. Mai với mẹ được, đi đổ lú rồi. Em bơm thấy cá là em bơm mê rồi. La mê quá chừng la luôn không? Ủa con cá đó Bin thôi. Bin coi chừng đâm á con. Nó đâm á. Con cá chê đâm dữ lắm á. Nè ba có bẻ mấy trái tắc nè. Lát cái mẹ nấu chua cho con nè. Kêu lấy tắc trà nách đó anh. Hơi nách nha. Đứa ơi. Bộ ba hơi nách lắm hả con kêu ai. Em mặn đi ha. Em mặn cá đi, anh đi kiếm cái bắp chuối cái về nấu con chua cho con. À yeah, anh đi kiếm bắp chuối đi, em bằng cá. Con này con gì bơm? Con cá. Bự không? Ok. Con cá gô. Đó thôi. Hàng cá gô hơi cứng ha. Hàng cá gô cho bá luôn. Thôi xem. Con ốc nữa kìa. Con ốc mà chắc thả đi chứ không ăn được đâu. Con cá gì? Rồi, để em đi bằng cá ha. Rồi, anh đi kiếm bắp chuối. Bắp chuối nè, nhà em ăn đủ rồi, giờ em đi vô luôn cả nhà ơi. Nè anh cho anh mượn cái dao nè. Dao bào. Heo. Cái dao bào. Cho anh. Bữa nay anh bằng tắt luôn rồi. Bữa nay có tắt mà. Là xài tắt hả? Ừ, dao bào thôi. Có tắt thì mình xài tắt đi ha. Đây, dao bào. Bữa nay có tắt á. Em lấy tắc em nặng vô cho cái bắp chuối nó trắng. Thơm không anh? Thơm. Không mà tắc, tắc thơm lắm. Tắc nấu anh chua thơm á em. Lát còn ít nè, em nấu anh chua luôn. Anh thấy bắp chuối bữa nay hai bắp nè, cái anh lọt lấy cái lỗi non non thôi. Bắp chuối mình lọt á, nó trắng nhìn nó ngon hết sức. Đó, mưa rất hợp rồi đó anh. Rồi, mưa lớn luôn em ơi. Cơm trong mưa nữa. Vậy chứ mùa mưa có ổng mà. Cá em rửa để nãy giờ cũng ráo rồi. Cá chê này á, em cứa cái đầu với cái đuôi á, để em nấu canh chua, còn cái mình á để em kho luôn. Cái chê đầu nhìn á, cái thịt nó vàng tươi rồi, ngon lắm. Xong rồi em cho cá vô cái ơ này, em ướp em kho luôn. Hai con cá gô này nè em để vô kho tộn luôn.
em cho nước mắm vô. Mình có cá nãy là nấu canh vậy á, mình dặn nước mắm vô á là nó thơm nó ngon á, với muối đường một ngọt nha anh em. Với em cho thêm một hành tím phi bằm nè, với tỏi bằm nha, dặn vô chút nước màu nữa. Cái này mình khó chín nha em, cái mình cho tép mỡ vô em ha. Mình còn tép mỡ kìa, lát nữa em cho vô cho nó béo nha. Còn lại một ít cá sặc á, lát em nấu canh chua cho miếng cá chê luôn. Lâu dữ lắm rồi, nhà mình chưa có ăn cá sặc ha. Cũng kèm không có đi đặt lú, đặt đầu á, cho nên không có cá sặc. Cái gì với cá sặc ăn béo lắm em. Cá sặc này nhà người anh, người ta chịu phơi khô quá anh. Phơi khô mà chiên chấm mắm me một cái là thôi. Thèm nữa à. Thèm nữa. Cá á, em chọn đều nè, giờ em để cá thấm nè. Hôm qua em bắt lửa lên em nấu canh luôn. Em nấu canh chua, em phi tỏi cho nó thơm. Dầu sôi nè, em cho tỏi đập dập vô. Em xào cho nó thơm. Bếp bên này nè, em bắt rồi cá lên ăn thơm luôn. Nhìn hai cái gô ngon hết sức luôn đó cả nhà. Ở bên này á, em phụ bà xã em xắt ít trái tắc nè. Cái kia mình nấu canh chua cho nó ngon. Trái tắc nè, mình nấu canh chua thơm lắm. Em nấu nước nãy giờ á, cũng sôi rồi, dành cho cá vô luôn. Em cho cá vô xong mới ngậm cho gia vị vô. Em cho cá thấm vô gia vị đó, em cho nó ngon. Em cho muối đường một ngọt nha, nêm vô. Xong rồi em dằn vô chút nước mắm nữa. Thịt cá em nấu nãy giờ nó cũng chín bên này nè, giảm trở bề á, xong rồi em cho nước vô luôn. Em ướp cá, cái màu lên đẹp lắm cả nhà. Con cá rô mề này là mình ăn là cái thịt nó ngọt, nó béo dữ lắm em. Ngọt nó béo, với mình kho mặn mặn ngọt ngọt á. Ăn với canh chua là trúng bài luôn. Mình cho cá xong cái mình cho vô miếng nước. Mình kho nó thấm đó, nó mới ngon. Cái ôm này nè, thấy gì cho mình cắt á, cái nó đâm tược lên mình có ăn hoài luôn. Ủa, có chị cũng cắt ra cũng nhiều á. Ở bên này nè, cũng có trồng ngò gai với da găm đồ đủ thứ luôn cả nhà. Lúc mình có ăn gì á, mình cũng có, mình ra mình hái. Cá em nấu nãy giờ cũng chín nè, em cũng canh với bọt sạch rồi, dặn cho rau vô luôn. Em cho bắp chuối vô á, xong rồi em cho nước tắc vô, em nhấc xuống liền. Tại bắp chuối này á, mình nhúng vô á, mình ăn nó giòn giòn nó ngon. Để chín quá, ăn nó mềm á. Em cho nước chất tắc vô. Tắc mình nó còn chua nó thơm. Em cho ngò ôm vô. Canh chua mình để ngò ôm nó thơm lắm cả nhà. Rồi canh á, em nấu cũng chín rồi, dặm nó canh xuống. Chứ mà nó chín thì mình nấu ăn ngọt lắm á cả nhà. Chuối này chú sắp gặt đó. Em chặt cái cây, em dọn cây cho nó sạch. Rồi cá em kho gì cũng được rồi, dành cho hành lá vô luôn.
em cho một ít tép mỡ vô cho nó béo. Bữa nay em ốp cá nhìn cái màu hấp dẫn quá anh ha. Màu đỏ đẹp ha. Thơm hết sức thơm luôn. Cho tép mỡ vô nè, một lát nữa ăn cho nó béo. Với cho ớt hành vô. Với mấy trái ớt nữa, cho nó thơm. Cái này em dằn thêm miếng tiêu cá nó dậy mùi lên thơm dữ lắm á. Có nè, em có chuẩn bị tiêu rồi nè. Có luôn ha. Có chứ. Mình để ăn bên ha, còn bên để ngắt cho Bim dễ ăn. Cá chín rồi nè, mình dọn cơm ăn cơm. Bữa nay á, gia đình em á cũng xin cảm ơn một người chị á ở nước ngoài á cũng có gửi tặng cho gia đình em á 1.000.000 đồng á để làm quà sinh nhật cho Bim. Và gia đình em á cũng xin cảm ơn chị rất nhiều. Và em xin chúc chị và gia đình á thật nhiều sức khỏe và thành công cho công việc. Cảm ơn đi Bim. Cảm ơn cô. Cái này nè là sinh nhật của Bim á. Em cũng thay mặt gia đình á, em cũng cảm ơn chị, em cũng chúc chị á thật nhiều sức khỏe, gia đình á hạnh phúc, mà ăn phát tài phát lộc. Rồi em cũng mời chị và cả nhà dùng cơm với gia đình em. Dạ, em cũng mời cả nhà dùng cơm với gia đình em. Em mời chị dùng cơm. Xin mời người ra. Chị đứng chín. Hôm qua nay mà cứ tưởng tượng thổi kem hoài nữa nha. Đọc tô mì mà cũng tưởng tượng thổi kem nữa. Đi cho mẹ cắt tiền giùm con hay cắt. Bữa nào phải mẹ đi mua bánh kem cho con nha. Khi nào tới sinh nhật của Bin á là cái mẹ đi mua bánh kem cho Bin ha. Bữa nay ok. Bữa nay mẹ làm món trúng tủng con nữa nè. Món ăn truyền thống của gia đình mình nữa nè. Thầy chua cá sặc. Cá sặc. Thấy những mấy cái gọt mà mới ha, cũng nhạy quá ha. Ở hơn anh ạ. Nghe luôn ha em. Nè, hấp coi cho. Mình chua mà, mê lắm. Bật, rồi gỡ. Con cá rô đồng rồi, nó rẻ nè nè. Hết biết nó rẻ luôn. Nè bật này lắm. Có trường xương, có cái lô trường xương. Có cá chê, nó ít xương à. Cá chê đậm à. Thịt nó dẻ khắc luôn ha. Cá này chắc nó cũng lâu lắm nè ha. Em mời cái dạng cá. Em mời cả nhà. Nó ngọt. Hết biết ngọt. Bạn nguyên cái đầu con cá chê luôn bên này. Cái kén nước mắm á muốn nhỏ hơn cái đầu con cá. Cái đầu con cá chê đứng ra mình ăn được có cái cục kia mà ba cho con hả? Còn nguyên chiếc vỏ lãi không? Vỏ vỏ thì vỏ PK luôn. Bà nút cái miệng với nó luôn. Dạ, còn nhờ chỗ đó nó béo thôi giống chỗ nào nữa nha. Mà công nhận nó béo thiệt nha. Còn hết sức thịt luôn. Không phải nó béo luôn nè. Cái này cá rô đồng tới luôn. Nó ngon. Cái này kêu bằng cá rô cụ quá em. Cái cụ này chắc lâu năm mà nó mới bự dữ đó ha. Đúng rồi, lâu quá. Thấy mùa quá. Chứ cá béo, khỏi nói à. Chứ cá mình nuôi biết nào bự tới gì. Đúng rồi. Bữa nay có canh chua hôm nay hả Bình không? Bắp chuối nè, bông. Cho bẻ hai bắp. Lâu rồi mình cũng không ăn canh chua bắp chuối nữa anh. Ừ, rồi, ngon. Bằng mà cắt gan cho thêm. Thêm chén nữa kìa. Có canh chua là biến hấp thấy thương luôn. Canh chua là không gì cưỡng lại được hết bên ha. Bà nạo dính con gà luôn à.
Thôi Hà nấu con gà nấu canh chua luôn. Canh chua luôn. Đây bà giật cái miếng thịt giữa này cho con đi. Con cá tra thấy vậy nó dễ ăn, nó không có xương nhiều bằng con cá lóc. Nó có xương gì gì á mà chính giữa này là toàn thịt đó con. Được không? Cá em kho hả? Mở mặn hoặc hả? Nó kéo á. Nó thơm thơm mở cay cay nữa anh. Thú vị luôn á. Biên có canh chua Biên ăn trong ngăn thấy thương. Anh chịu ăn cá chê hơn cá lóc hả? Cá lóc có xương dăm á, cá chê thì có xương gì vậy không à. Còn chính giữa thì thịt không. Bữa nay trời mưa lớn gì nè, ngày mai là mình đi không có nữa nè. Hy vọng có nữa. Nó ngày nào mình hâm được cái gì á. Khỏi đi chợ luôn anh. Có lý em ha. Có khi cá đồng này nè, mình ngán á, cái mình đem ra chợ á, mình đổi thịt, mình bán á, mình đổi thịt. Đúng rồi. Ồ, Bin thêm một chén nữa nè. Tự làm nữa ha Bin ha. Đỡ bớt được chứ. Rất một con cá luôn. Con cá sặc béo lắm. Chan canh lên luôn đi Bin. Con canh lên. Nè mẹ cho con chan. Tự chan luôn nha. Bin giờ lớn rồi, cả nhà ơi. Bin giờ tự làm ăn được rồi. Giỏi lắm. Giờ mình để xa quá, bên dưới không tới. Biết lặt rau của mẹ rồi chứ. Xong không? Em giải thịt cho con em. Ok. Để mẹ dở, dẻ khúc cá này cho con nè. Đó, chỉ có cái khúc đó là có thịt đó. Cái đầu. Thịt nó dài nhát luôn á. Ngon ha. Cá đồng mà. Còn bên ấy, cho con ăn luôn đi em. Này nó béo mà nó dai. Đúng rồi, cái chỗ đó đã lắm. Bin mà có canh chua với trứng là Bin ăn hoài luôn em ha. Ăn không ngừng luôn anh. Tối nào có chừng mơ thấy bánh kem đó. Bin trong ngày trong đêm luôn. Em cũng cảm ơn mấy chị ha. Thương Bin, thương gia đình mình á. Gửi quà tặng cho gia đình mình hoài luôn. Giờ mình cũng biết nói, giờ mình chỉ có biết cảm ơn thôi chứ. Cảm ơn và mang ơn. Mấy chị. Bin hết 3 trái con rồi đó. Ngon á. Ừ, sao ra? Bắp chuối anh, nhai giòn giòn ngon á. Ăn đại đi, bắp chuối thì ở đây anh lo em được. Bao luôn, anh thấy 2 bao bắp nữa kìa. 3 bắp chuối luôn ha. Không, công nhận con cá sặc béo ghê không? Ừ, béo. Em cũng ăn thử con cá rô mề, cá rô đồng. Thịt nó ngon, nó trắng phiếu luôn. Nãy giờ nó bia nó nhìn em cười gọi. Đang mè cái vụ bánh kem. Đang mè vụ bánh kem á. Thấy không, cái này cũng chịu bằng cái. Cái này không biết chịu bằng nhiều. Cái này còn tệ hơn cái chơi nữa. Ủa, cái này nó thật nhán, có thật nhán. Không vớt rồi. Ừ. Rồi hết nhãn nữa hả con? Không giữ. Rồi đi ăn giữ à. Cũng thèm canh chua lắm rồi. Chua chắc thèm được lắm. Chi. Ở gần nè. Đó rồi, ăn cái lượng này là thì nó có xương thì nó béo. Giờ Bin cứ nhớ bánh kem không? Dạ. Cầu miệng á, cầu miệng ngâm nổi, mất cỡ nữa. Xuống chợ. Đi rồi nè. Xuống chợ cầu miệng. Rồi, rồi. Mời bà con đi đổ luôn.
Dạ lợp với ba chứ. À, nó đổ lún. Bữa nay trời lạnh không trời lạnh đâu mồ hôi đâu. Đỡ đi đi nè. Dạ một lần nữa gia đình em á xin cảm ơn chị gái rất nhiều đã gửi tặng quà cho gia đình em. Dạ em xin chúc á chị và gia đình á thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và video á đến đây cũng kết thúc rồi. Con xin hẹn cả nhà vào đâu tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.